Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Và đầu phần tin sẽ là những thông tin liên quan đến tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Nga đang tích trữ tên lửa để tấn công Ukraine vào mùa đông. Nga có thể đang xây dựng một kho tên lửa đáng kể, bao gồm các tên lửa hành trình phóng từ trên không để sử dụng cho các cuộc tấn công vào Ukraine trong mùa đông này, Bộ Quốc phòng Anh nhận định. Bộ Quốc phòng Anh cho biết các mục tiêu trong cuộc tấn công mùa đông có thể là cơ sở hạ tầng của Ukraine. Trước khi Anh đưa ra đánh giá trên, một số bài báo cũng đưa tin lực lượng vũ trang Nga đang mở rộng số lượng tên lửa, đồng thời tăng cường sản xuất vũ khí. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở ở Washington thông báo, các nguồn tin từ Nga và Ukraine đều cho thấy các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng để thay thế các nguồn cung cơ bản, bên cạnh những thách thức trong tái sản xuất kho vũ khí giá trị. Bộ Quốc phòng Anh cũng dẫn thông tin từ các nguồn mở cho biết Nga phóng tên lửa hành trình từ trên không ít hơn kể từ tháng 4, trong khi các nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh nỗ lực tăng cường tỷ lệ sản xuất tên lửa hành trình. Theo Bộ Quốc phòng Anh, trước khi giảm sử dụng tên lửa này, Nga đã tiến hành các cuộc không kích tên lửa tầm xa vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine suốt từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Các tên lửa hành trình phóng từ trên không, đặc biệt là KH-101, NATO định danh là AS-23A Kodiak, là vũ khí chủ yếu cho hầu hết các nhiệm vụ tấn công. Moscow sử dụng máy bay ném bom chiến lược để phóng những tên lửa này từ sâu trong lãnh thổ nước Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho hay Bộ này nhận định vì vậy có thể Nga đang sản xuất đáng kể kho tên lửa hành trình phóng từ trên không. Có một khả năng thực tế là Nga sẽ lại một lần nữa tập trung những vũ khí này để tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Ukraine vào mùa đông. Dù vậy, theo Newsweek, bất chấp báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh về việc Nga đang tích trữ tên lửa, Moscow vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine. Mức độ kiên cố phòng tuyến thứ hai của Nga và khả năng xuyên thủng của Ukraine các tướng của Ukraine cho rằng phòng tuyến thứ hai của Nga có thể xuyên thủng dễ dàng hơn nhiều so với phòng tuyến đầu tiên. Tuy nhiên, phía Nga vẫn tuyên bố đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine. Nga đã xây dựng phòng tuyến phức tạp nhiều lớp bao gồm các bãi mìn dày đặc, chứa ngại vật chống tăng và các công sự dọc tiền tuyến. Cuộc phản công của Ukraine đạt được một số thành quả nhất định trong những tuần gần đây, đặc biệt là tại phòng tuyến đầu tiên Japorizhia ở phía Nam. Michael Kopman, nhà phân tích quốc phòng và là học giả cấp cao tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế cho biết Ukraine hiện đang cố gắng xuyên thủng phòng tuyến thứ hai của Nga. Giới quan sát phương Tây nhận định, Nga dành quá nhiều lực lượng và vũ khí vào phòng tuyến đầu tiên nên khiến các phòng tuyến phía sau yếu hơn. Các tướng của Ukraine đánh giá, phòng tuyến thứ hai của Nga có thể bị xuyên thủng dễ dàng hơn nhiều so với phòng tuyến đầu tiên. Viktor Kipliak, đại tá đã nghỉ hưu của Ukraine hiện đang làm việc tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng nhận định hầu hết các phương tiện quân sự pháo hệ thống phòng không và hệ thống liên lạc nga cần để phòng thủ đang ở giữa lớp phòng tuyến thứ nhất và thứ hai khu vực giữa lớp phòng tuyến thứ hai và thứ ba không có nhiều trang thiết bị các chỉ huy ukraine dự đoán mật độ mìn ở các phòng tuyến sau cũng thoáng hơn so với tuyến đầu do vậy cho phép các lực lượng của kiev có nhiều không gian hơn để di chuyển mặc dù nga xây dựng hệ thống phòng thủ về chiều sâu bao gồm các vị trí trải rộng khắp tiền tuyến để các lực lượng rút lui và đẩy lùi cuộc tiến công của đối phương nhưng Moscow đã sử dụng phần lớn lực lượng để bảo vệ lớp phòng tuyến đầu tiên. Các phòng tuyến được xây dựng dưới sự chỉ huy của tướng Sergei Surovikin, nhưng hiện nay chiến dịch của Nga do tướng Valery Gerasimov phụ trách. Do đó, các lực lượng của nước này có thể sẽ sử dụng một chiến lược khác. Chuyên gia Kopman cho biết, trong khi tướng Surovikin muốn một phòng tuyến kiểu truyền thống, thì tướng Gerasimov muốn một phòng tuyến chủ động hơn với các cuộc phản công thường xuyên. Trong tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng của Moscow đã ngăn chặn thành công 13 cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Krasny Liman, xóa sổ 18 xe bọc thép, 12 phương tiện quân sự và 10 khẩu pháo. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đẩy lùi 18 cuộc tấn công của quân đội Ukraine gần Chavotino và Vrboryudy. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết các cuộc thảo luận về việc cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine đang diễn ra và chính quyền Kiev sẽ sớm nhận được vũ khí này. Chúng tôi đang thảo luận về việc cung cấp ATACMS. Các cuộc trao đổi đang diễn ra và chúng tôi sẽ sớm nhận được những vũ khí này, ông Oleg Nikolenko cho hay. Theo nhà ngoại giao Ukraine, trong chuyến thăm Mỹ sắp tới, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ thảo luận về hỗ trợ quân sự và an ninh lương thực. Nga bác tin Ukraine tái chiếm làng chiến lược gần Bắc Mất. Nga và Ukraine đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau về quyền kiểm soát ngôi làng Andriyivka gần Bắc Mất ở miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ tuyên bố cho rằng Ukraine đã tái chiếm làng Andriivka, nơi mà Kiev coi là bước đệm để tiến tới thành phố lớn hơn. Trước đó, tư lệnh lực lượng trên bộ của Ukraine đã đăng một đoạn video có nội dung ghi lại việc lực lượng nước này tái chiếm Andriivka. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Moscow vẫn đang nắm giữ ít nhất hai ngôi làng quan trọng ở phía nam Bắc Mớt. Đối phương không từ bỏ kế hoạch đánh chiếm thành phố Archidomovs, Bắc Mớt ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và tiếp tục tiến hành các hoạt động tấn công cố gắng đẩy quân đội Nga khỏi các trung tâm dân cư Brychivka và Andriivka nhưng không thành công, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo cập nhật hàng ngày. Báo cáo cho biết trong tuần qua, lực lượng Nga đã đẩy lùi 16 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực này, với tổn thất của đối phương là hơn 1.700 người chết và bị thương, cùng với 16 xe tăng. Andriivka nằm cách Bắc Mớt khoảng 14 km về phía nam, được xem là một trong những chốt chặn quan trọng mà quân đội Ukraine cần kiểm soát để hiện thực hóa mục tiêu bao vây quân đội Nga đang phòng thủ Bắc Mớt. Biển đen tăng nhiệt, Ukraine cảnh báo hạ tàu chiến Nga Quan chức tình báo Ukraine tuyên bố, xuồng không người lái của hải quân Ukraine có thể gây thiệt hại lớn cho các tàu chiến Nga ngay cả khi không tấn công trực tiếp. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov hồi tháng trước tuyên bố, Ukraine đã sử dụng xuồng không người lái để nhắm mục tiêu vào các tàu khu trục Dodok SN của Nga ở Sevastopol trên bán đảo Crimea. Ông Budanov nói rằng xuồng không người lái đã bị phá hủy khi đến gần tàu chiến Nga, nhưng phương tiện này vẫn có thể gây thiệt hại đủ lớn, buộc Nga phải đưa tàu vào ụ tàu để sửa chữa trong nhiều tháng. Cuộc tấn công dường như không thành công, tuy nhiên do xuồng bị phá hủy, cách tàu khoảng 100 mét nên sóng xung kích khá mạnh. Mảnh vỡ đã làm hư hỏng hoàn toàn một số thiết bị điện tử, anten, một số hệ thống và hệ thống thủy âm của tàu, ông Budanov nói thêm. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov ngày 16 tháng 9 tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái nhằm vào tàu chiến Nga. Sẽ có nhiều thiết bị không người lái hơn, nhiều cuộc tấn công hơn và ít tàu Nga hơn. Đó là điều chắc chắn, Bộ trưởng Fedorov nói khi trả lời câu hỏi về các cuộc tấn công gần đây ở khu vực bán đảo Crimea. Tuần này, Ukraine tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái và tên lửa nhằm vào hạm đội biển đen của Nga ở trong và xung quanh bán đảo Crimea, khu vực Nga sát nhập từ Ukraine vào năm 2014. Ukraine hôm 14 tháng 9 thông báo lực lượng quân sự nước này đã sử dụng xuồng không người lái để thực hiện một cuộc tấn công thành công vào hai tàu chiến Nga ở phía tây nam biển đen. Tổng cục Truyền thông và Chiến lược Ukraine viết thông báo trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đã tấn công và làm hư hại hai tàu dự án 22160 của Nga. Video ghi lại vụ việc dường như cho thấy xuồng không người lái đã thực hiện vụ tấn công này. Hạm đội Biển Đen của Nga có 4 tàu thuộc dự án 22160, gồm Vasily Bikov, Dmitry Rogachev, Pavel Dezavrin và Sergei Kotov, Ukrainska Pravda đưa tin. Các tàu thuộc dự án 22160 có thể chở tới 160 người, được trang bị pháo hải quân A220M 55 ly, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên không, trên mặt nước và ven biển. NATO hối thúc các nước thành viên đẩy mạnh sản xuất vũ khí cho Ukraine. Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO Đô đốc Jeff Bauer ngày 16 tháng 9 thừa nhận yêu cầu vũ khí và đạn dược của Ukraine cũng như mức độ sử dụng chúng của Kiev thực sự lớn, vượt quá khả năng sản xuất của liên minh này mức độ vũ khí và đạn dược mà Ukraine yêu cầu thực sự lớn, quy mô và số lượng những vũ khí được sử dụng vượt quá khả năng sản xuất của chúng tôi, ông Brower cho hay trong một cuộc họp báo ở Na Uy. Chủ tịch ủy ban quân sự NATO cũng cho biết các nước thành viên quyết định cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine phải suy nghĩ về những rủi ro an ninh của chính mình. Về việc này, ông Brower kêu gọi các nước NATO giải quyết vấn đề bằng cách tăng cường khả năng sản xuất trong ngành quốc phòng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cho biết. Các cuộc thảo luận về việc cung cấp tên lửa ATACMS cho Ukraine đang diễn ra và chính quyền Kiev sẽ sớm nhận được vũ khí này. Hồi tháng 8 năm 2023, ông Abdi Alodinov, chỉ huy đơn vị đặc nhiệm AKMAT, đồng thời là phó chỉ huy quân đoàn số 2 lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Lukhen LPR cho biết, hơn 30% vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bị xóa sổ. Đó là chưa kể đến số lượng binh lính giàu kinh nghiệm mà quân đội Ukraine đã tổn thất. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đánh giá các vũ khí phương Tây được cung cấp cho Ukraine không thể hiện tốt như kỳ vọng trên chiến trường, trong khi vũ khí Nga đã chứng minh được tính hiệu quả. Moscow chỉ trích việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vào tháng 4 năm 2022, Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới tất cả các nước NATO về việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cảnh báo, bất kỳ đợt vận chuyển nào có chứa vũ khí cho Ukraine đều trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Moscow bị tập kích trong đêm, ba sân bay tạm dừng hoạt động. Nga đã kích hoạt các hệ thống phòng không, bắn hạ máy bay không người lái tập kích thủ đô Moscow và bán đảo Crimea vào dạng sáng ngày 17 tháng 9. Lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow trên quận Istra phía tây thành phố. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo trên Telegram, đồng thời cho biết các cơ quan ứng phó khẩn cấp đang xử lý vụ việc. Theo quân đội Nga, một máy bay không người lái UAV đã bị phát hiện và bắn hạ vào khoảng 1 giờ 45 phút hôm nay, ngày 17 tháng 9, theo giờ Moscow. Giới chức Nga cho biết, theo dữ liệu sơ bộ, không có thiệt hại hay tổn thất về người trên mặt đất trong vụ tấn công. Tương tự, các cảnh báo không kích trước đó, ba sân bay chính của Moscow gồm Domodedovo, Sheremetyevo và Vnukovo đã bị đóng cửa trong thời gian ngắn để đảm bảo an ninh. Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không nước này đã đẩy lùi cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea vào dạng sáng nay. Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 17 tháng 9, theo giờ Moscow, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn. Lực lượng phòng không đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Ukraine ở bờ biển phía tây của bán đảo Crimea, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Các khu vực biên giới Nga cũng như thủ đô Moscow và bán đảo Crimea thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Các cuộc tập kích có xu hướng gia tăng gần đây và Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công này. Theo báo cáo về các cuộc tấn công bằng UAV trên truyền thông Nga, kể từ đầu năm nay, UAV đã tấn công bán đảo Crimea và các khu vực trong lãnh thổ Nga hơn 190 lần không chỉ tập kích các khu vực biên giới, UAV thậm chí đã bay tới Moscow, nơi cách biên giới với Ukraine khoảng 450 km. Những vụ tập kích này khiến cho người dân phải sơ tán và các sân bay ở Moscow đã phải tạm dừng hoạt động. Căng thẳng về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine gây chia rẽ EU Quyết định của EU về lệnh cấm ngũ cốc Ukraine là bước thử nghiệm đầu tiên trong số nhiều phép thử sắp tới về sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine. Các câu hỏi cũng đang đặt ra về cam kết của Washington với Kiev trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm tới. Theo Wall Street Journal ngày 16 tháng 9, việc xuất khẩu thực phẩm của Ukraine đã trở thành một vấn đề chính trị nhức nhối ở EU sau khi Brussels quyết định chấm dứt các hạn chế của khối đối với việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, nhưng một số nước ở sườn phía đông của châu Âu ngay lập tức bác bỏ quyết định này. Theo quyết định của Ba Lan, Hungary, Slovakia cấm ngũ cốc của Ukraine đã làm nảy sinh tranh chấp kéo dài giữa Bruxelles và các thành viên phía đông của EU. Sự bất đồng đã khơi dậy căng thẳng trong khối và gây chia rẽ giữa Ukraine và Ba Lan, một trong những đồng minh gần gũi của Kiev trong suốt cuộc xung đột với Nga. Quyết định hôm 15 tháng 9 của Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành EU được đưa ra sau nhiều tuần đàm phán nhằm tìm kiếm sự thỏa hiệp. Ukraine dọa sẽ đưa vấn đề ra Tổ chức Thương mại Thế giới để kiện đòi bồi thường. Ba Lan, Hungary và Slovakia, những quốc gia giáp Ukraine, cho rằng họ đã phải hứng chịu gánh nặng từ làn sóng ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn vào, đã cảnh báo sẽ hành động đơn phương để ngăn chặn làn sóng này. Cuộc bầu cử sắp tới ở Ba Lan có những diễn biến phức tạp. Đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền đã vận động mạnh mẽ ở vùng nông thôn với những cam kết sẽ bảo vệ nông dân Ba Lan vốn đã bị tổn thương trước làn sóng ngũ cốc Ukraine tràn vào do việc Nga gần đây rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc kéo dài một năm ở Biển Đen. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Đông Bắc Ba Lan, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết chúng ta sẽ gia hạn lệnh cấm này bất chấp sự phản đối của họ. Chúng ta sẽ làm điều đó vì lợi ích của người nông dân Ba Lan. Nông dân ở Ba Lan cũng đổ lỗi cho việc giá giảm là do lượng lớn ngũ cốc Ukraine đổ vào. Theo các thỏa thuận mới của EU, Ukraine đã đồng ý thực hiện các bước nhanh chóng để ngăn chặn sự gia tăng xuất khẩu ngũ cốc sang khối. Ủy ban châu Âu đã đồng ý kiềm chế áp đặt các hạn chế miễn là các biện pháp của Ukraine có hiệu quả. Các nước thành viên EU có nghĩa vụ phải tuân thủ các quyết định thương mại của Bruxelles. Các quan chức EU cho biết lệnh cấm đơn phương nhập khẩu ngũ cốc của Ba Lan và các nước láng giềng vào mùa xuân có thể vi phạm luật pháp EU. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 15 tháng 9 cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và cảm ơn bà về quyết định này. Ông Zelensky nêu rõ, điều quan trọng là sự đoàn kết của châu Âu hiện đang hoạt động ở cấp độ song phương. Nếu quyết định của họ vi phạm luật pháp EU, Ukraine sẽ phản ứng một cách văn minh. Sau quyết định của ủy ban châu Âu, Hungary cho biết họ sẽ cho phép ngũ cốc tiếp tục quá cảnh trong nước, nhưng sẽ duy trì và mở rộng lệnh cấm nhập khẩu. Các nhà chức trách sẽ niêm phong các lô hàng ở biên giới và giám sát chặt chẽ việc vận chuyển chúng. Người phát ngôn của chính phủ Hungary, József Kovács cho biết. Về phần mình, Peter Maxde, người phát ngôn của Thủ tướng Slovakia cho biết, nước này cũng sẽ áp đặt lệnh cấm ngũ cốc và ba sản phẩm nông nghiệp khác có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9. Quyết định của EU về lệnh cấm ngũ cốc Ukraine là bước thử nghiệm đầu tiên trong số nhiều phép thử sắp tới về sự hỗ trợ của châu Âu dành cho Ukraine. Các câu hỏi cũng đang đặt ra về cam kết của Washington với Kiev trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới. Trước cuộc bầu cử ở Ba Lan, Slovakia sẽ tổ chức các cuộc bầu cử vào cuối tháng 9 này, với kết quả thăm dò cho thấy cựu Thủ tướng Robert Fico sẽ quay trở lại chính phủ. Ông Fico đã vận động chống lại các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. 27 quốc gia thành viên EU phải quyết định vào cuối năm nay về gói viện trợ kinh tế được đề xuất trị giá khoảng 53 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và đề xuất hỗ trợ quân sự trị giá khoảng 21 tỷ đô la Mỹ. Căng thẳng về vấn đề ngũ cốc gia tăng trước quyết định hôm 15 tháng 9 chấm dứt các thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria chỉ để trung chuyển sang các thị trường khác. Kiev đã cảnh báo sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới để yêu cầu bồi thường nếu lệnh cấm không được dỡ bỏ. Xuất khẩu ngũ cốc là một phần quan trọng của nền kinh tế Ukraine. Nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ hai thế giới vào năm 2021, trước cuộc xung đột với Nga, Năm đó, Ukraine đã xuất khẩu khoảng 27 tỷ đô la Mỹ nông sản, chiếm khoảng một nửa tổng thu nhập xuất khẩu của nước này. Vấn đề ngũ cốc cũng đang gây ra chia rẽ EU. Các nhà ngoại giao của khối cho biết hầu hết các quốc gia thành viên đều phản đối việc mở rộng thỏa thuận hiện tại. Nhưng Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố Tôi muốn nói rõ ràng, chúng tôi không thể đồng ý với việc nhập khẩu loại ngũ cốc này một cách đột ngột và không kiểm soát dẫn đến sự bất ổn và mất ổn định của thị trường Ba Lan. Cho đến nay, thì sự ủng hộ của châu Âu dành cho Ukraine vẫn được duy trì, bất chấp hàng loạt các cuộc bầu cử ở EU kể từ khi xung đột nổ ra. Ngoài các cuộc bỏ phiếu ở Slovakia và Ba Lan, cử tri Hà Lan còn đi bỏ phiếu vào tháng 11 và cuộc bầu cử nghị viện châu Âu diễn ra vào tháng 6 tới. Để duy trì sự gắn kết, các quan chức EU đã phân bổ hàng trăm triệu đô la Mỹ cho Ba Lan và những nông dân khác, nhưng nguồn tài trợ hỗ trợ thêm của Bruxelles thì đang cạn kiệt. Khi Ba Lan, Hungary và ba quốc gia khác đưa ra lệnh cấm đơn phương đối với xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine vào tháng 4 năm nay, doanh số bán qua EU đã giảm mạnh xuống chỉ còn 2 triệu tấn trong tháng đó, khiến Kiev mất đi nguồn thu cần thiết vào tháng 8, sau quyết định của Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen, xuất khẩu của Ukraina sang EU là khoảng 4 triệu tấn.